Cuộc đời là cuộc đua, không tiến ắt sẽ lùi. Đây là câu nói tâm đắc nhất của tôi và cũng là chân lý sống của cuộc đời tôi, Trần Đức Hận. Với một chân lý như vậy, hơn 5 năm cố gắng làm việc, không ngừng nghỉ, với tư duy nhạy bén, bản lĩnh, Trần Đức Hận đã gặt hái được rất nhiều thành công ở các lĩnh vực truyền thông, giải trí, đào tạo và đặc biệt là cung cấp nhân sự ở lĩnh vực marketing cho các doanh nghiệp. Hiện tại, ở tuổi 28, doanh nhân Trần Đức Hận đã đảm nhận vai trò Chủ tịch tập đoàn Vinamon, Việt Nam Marketing Online. Được biết, hệ thống Vinamon là cầu nối tiên phong giữa các doanh nghiệp đến với những người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, MC và các trang fanpage YouTube lớn như Blog Tâm Sự, Cháo Trắng. Và ngày hôm nay, câu chuyện của anh sẽ được bật mí như thế nào tại khoảnh khắc cuộc đời? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ người kết nối, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trang Kim. Chào quý vị, 24 giờ trôi qua, chúng ta cùng gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời. Nhân vật của chúng ta mở đầu bằng một câu: cuộc đời là một cuộc đua, không tiến ắt sẽ lùi. Bạn Đức Hận, tôi muốn bắt đầu từ ngay slogan đó được không ạ? Em cũng chia sẻ với anh Thành Vinh, cái câu đó là cái câu bắt nguồn từ công việc của em. Cuộc đời với em là một đoạn đi dài, thì mỗi người sẽ có một đoạn đường khác nhau, một cái điểm xuất phát khác nhau. Em biết chắc chắn một điều rằng trên những con đường mình đi thì sẽ không bao giờ nó là màu hồng hết. Sẽ gặp những khó khăn, gặp những chông gai, gặp những thách thức làm cho chúng ta phải có đôi lúc phải ngừng lại. Thì em tự tạo động lực cho chính mình để mà mình phải cố gắng hơn nữa làm sao để vượt qua được. Vì nếu mình ngừng lại, mọi người họ sẽ chạy về phía trước, xã hội đều phát triển, còn chúng ta sẽ bị đi lùi về phía sau. Nên để cuộc sống tốt hơn thì mình phải tiến về phía trước. Đúng là không tiến ắt sẽ lùi á. Thật ra bây giờ dừng lại có nghĩa là đã lùi rồi. Nhưng cái điều đặt ra rằng để chúng ta không bị lùi, chúng ta đồng hành cùng tiến mà còn đi nhanh hơn các đối thủ của mình, một điều quan trọng nhất là mình phải có lực. Với một doanh nghiệp, với một người đi trên một cái đường đua trong kinh doanh á, thì mình phải có tiềm lực. Tiềm lực ở đây có thể hiểu được là mình có vốn, mình có kiến thức, mình có những kỹ năng, và đặc biệt là mình phải được trang bị hành trang. Hành trang. Hôm nay bạn sẽ mang đến khoảnh khắc gì trong chương trình? Khoảnh khắc đầu tiên em chia sẻ là lúc đầu tiên em đậu đại học năm 2012, một cột mốc rất quan trọng, tại vì trường cấp 3 của em á thì chỉ có 3 bạn là được đậu đại học thôi. Nguyên một trường luôn hả? Dạ đúng rồi. Vùng quê em cũng khó khăn nên là đậu đại học là khó, thì em được đậu vào trường đại học Nam Long Huế. Em cũng rất nhút nhát, rất hiền lành, nên là khi vào trường học em chia khoảng thời gian của em 50% em dành cho việc học, 50% là em tham gia các hoạt động đội nhóm ở trường để phát triển bản thân. Vì mục tiêu em cũng là phát triển bản thân. 2 năm em tham gia có hoạt động đội nhóm thì được nhà trường cũng như là các thầy ghi nhận và được đứng vào hàng ngũ của đảng luôn. Lúc đó là bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó em 20 tuổi à. 20 tuổi, sinh viên năm 2. Vào hàng ngũ của đảng hả? Dạ đúng rồi. Đó là một vinh dự rất là lớn. Thì em cảm thấy mình phù hợp với lại những cái hoạt động xã hội hơn, hoạt động tình nguyện hơn. Dạ. Chứng tỏ là bạn có một sự cố gắng hòa nhập và tiến thân rất là lớn. Đó cũng là một cái điều đáng học hỏi. Bây giờ bạn cũng là một cái người thành công rồi. Bạn nhìn lại, ngày nay thì có một cái tranh luận con đường đại học đó không phải là con đường cuối cùng mà chúng ta phải đặt đến. Bạn nghĩ sao về điều đó? Dạ, cái quan điểm của em, con đường của mình thì đại học theo em đó là một cái trạm dừng chân trong cuộc đời của mình, chứ không phải đại học là cái con đường cuối cùng. Đại học là nơi để cung cấp cho ta những cái hành trang để ta vào đời. Nếu có điều kiện cần và đủ thì tại sao chúng ta không học đại học, đúng không? Dạ. Nơi đó cho chúng ta quá nhiều thứ, nó là cả trải nghiệm 4 năm đó, tại sao không? Nếu mà có điều kiện. Nhưng nếu không có cũng không sao. Dạ cũng không sao, nếu không có mình học cao đẳng cũng được. Nhưng quan trọng dựa vào cái ý chí của mình, dựa vào cái niềm tin của mình. Có thể học nghề, có thể là nhiều hướng khác. Bây giờ nói một chút xíu về thành tích sau khi mình học xong đại học, mình sẽ có cái khoảng khắc lớn hơn nữa. Đúng 4 năm đó thì thực chất là em chia tới 70% là dành cho việc phát triển bản thân luôn. Em tập trung vào để phát triển bản thân mình. Vì định hướng ra trường của em là không làm đúng chuyên ngành. Chuyên ngành của em nếu mà học nông lâm là em sẽ làm kiểm lâm. Ngay trong lúc đại học hay là bắt đầu ra trường, bạn có nghĩ là tôi sẽ không làm công việc dạ, đó? Dạ ngay bắt đầu vô đại học là em đã định hướng được ra trường là em không làm. Nhưng vẫn học, chọn vẫn học được. Dạ vì em biết được cái môi trường đại học là môi trường tốt để mình phát triển. Cái này là cái hay này. Tại vì trường đại học Nam Long của em là trường có công tác đoàn hội mạnh, nên là kéo theo mình luôn, mình cũng mạnh. Những cái sinh viên khác đều mạnh, nên là mình cảm thấy là mình ở cái môi trường đó mình học được rất chi là nhiều. Mình học được những cái khả năng xử lý tình huống, rồi học xử lý vấn đề, rồi quản lý đội nhóm. Quan trọng là mình định hướng ngay từ đầu mình làm gì, đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn nói gì về giai đoạn sau đó? Tuổi trẻ thì mình còn rất nhiều hoài bão, rất nhiều đam mê, rất nhiều cơ hội để phát triển. Thì em sẽ lựa chọn thành phố phát triển nhất là thành phố Hồ Chí Minh.
để em vào lập nghiệp. Đó là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ muốn thử sức mình ở một thành phố phát triển nhất cả nước. Đó là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Vậy bạn làm thế nào vượt qua thách thức để tạo ra cơ hội cho mình? Thì khi bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh thì em lại đọc một cuốn sách có một cái câu rất hay, đó là phi thương bất phú, nên em quyết định là kinh doanh. Mới đầu ra sinh viên nhưng em kinh doanh luôn, chứ em không đi làm một công ty khác. Em có một người em, họ tên là Trí, là sinh viên một trường đại học của thành phố Hồ Chí Minh. Tâm sự với bạn ấy, giờ em muốn kinh doanh, không biết là bán cái gì, không biết bán như thế nào luôn, rồi làm sao kinh doanh. Người em của em có quen biết được một cái xưởng may phí da, bên đó thì họ mới đặt vấn đề là phải nhập hàng về mới bán, mà nhập hàng thì phải có tiền, có vốn. Em sinh viên lúc đó được chưa tới 1 triệu nữa, thấy đâu nhập hàng được. Nên là em thôi, em xin xưởng cho em chụp hình lại, về em nghiên cứu về sản phẩm, rồi em nghiên cứu về chạy quảng cáo như thế nào, làm marketing như thế nào để bán được cái hàng đó. Rồi tự em ở nhà em mở YouTube lên em học. Lúc đầu tiên vô bán hàng, trong đầu em là sẽ không bán cho người quen, muốn bán cho người lạ luôn. Câu nói nổi tiếng của Giặc Ma đó, đừng bao giờ bán hàng cho người quen. Câu đó nó có cái ý rất hay đó. Dạ, mày mò em học thì tháng đầu tiên em đã bán được hàng rồi. Em làm tất cả công việc luôn, chỉnh sửa hình ảnh em cũng tự em học luôn, rồi viết bài xong đăng chạy quảng cáo, rồi đi tới xưởng đó mua từng cái một thì đâu có tiền. Đúng rồi. Em mua về em đóng gói lại rồi em đi giao luôn, một mình em làm hết. Và chính cái tự làm hết đó nó cho mình thêm rất nhiều kỹ năng. Trong 6 tháng đầu tiên em bán cũng có lãi cũng được vài triệu á. Quan trọng ở một khoảnh khắc là em nhìn nhận ra được vấn đề là mình hiểu được khách hàng, mình có duyên quảng cáo như thế này. Để em mới thôi, mình thử mình bán một cái sản phẩm khác xem như thế nào. Có nghĩa là bản thân của mỗi con người á, ở trong mình á, có khi mình không nhận biết hết tiềm năng của mình. Mà nếu mà mình không va đập, mình không nhảy vô cái chuyện đó, không bao giờ không nó ra việc được. Đúng không? Dạ chính xác. Nên là các bạn trẻ đôi khi á, người ta phải là nhảy vào công việc là như vậy á. Bạn là một trong những trường hợp như thế. Và sau đó thành lập công ty. Lúc đó là em định vị được là em làm về quảng cáo luôn, chứ em không bán hàng nữa. Thành lập công ty xong thì em cũng có chạy quảng cáo cho rất nhiều doanh nghiệp. Sau đó 1 năm nữa là em thành lập luôn tập đoàn. Một năm thành lập tập đoàn luôn. Dạ, vì em cảm thấy khách hàng sẽ cần nhiều cái dịch vụ hơn. Lúc đó em chỉ làm một mảng Facebook thôi. Và em có thể làm bên YouTube, làm TikTok, làm Instagram. Có thể là những cái phòng marketing thuê ngồi, em hỗ trợ được khách hàng. Cái phòng marketing thuê ngồi là cái động lực đầu tiên để em mở tập đoàn. Tôi nghe có nói là bạn làm cho các công ty giải trí và các nghệ sĩ, mình chưa hiểu rõ lắm. Bên công ty sẽ xây dựng một kênh YouTube và làm cho những video. Cái câu chuyện đúng không? Có một câu chuyện mà bên em sẽ là người lên kịch bản luôn, đi trên những cái kênh mạng xã hội khác nhau luôn. Rất là thú vị. Hy vọng là những nghệ sĩ mà đang xem chương trình chúng ta sẽ biết một nơi để có thể làm cái thương hiệu tốt hơn. Đương nhiên là dựa trên cái thực lực của chúng ta. Đúng rồi, dựa trên thực lực của chính nghệ sĩ đó. Đúng là các nghệ sĩ ngày nay đã biết quan tâm đến cái nhân hiệu của mình. Ngoài ra bên em còn cung cấp nhân sự marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại vì khi mà những doanh nghiệp họ đã tin tưởng mình rồi, họ cần có một bạn marketing về công ty họ làm luôn, thì bên em sẽ là đào tạo mới cung cấp về lại những cái đối tác đó, họ sẽ yên tâm hơn. Chưa bao giờ mà câu chuyện marketing nó quan trọng đến ngày hôm nay như vậy. Đôi khi mình có một cái sản phẩm tốt chưa phải là thành công, những cái thương hiệu nổi tiếng của thế giới, nhưng mà ngày nào họ cũng phải có câu chuyện đến khán giả. Có nhiều hình thức, nhưng mà ngày nay thì các cái nền tảng xã hội nó phụ giúp rất nhiều để chúng ta thấy được cái câu chuyện truyền thông nó quan trọng như thế nào. Đa số những doanh nghiệp hiện tại phát triển nhanh là họ bỏ tới 50% ngân sách làm marketing. Lúc trước thì chỉ có tầm khoảng 10-20% thôi, nhưng giờ họ tập trung vào marketing rất nhiều. Đúng. Bây giờ nếu mà nói với các bạn trẻ là đang có mong ước thi theo công việc đó, thì bạn nói điều gì với các bạn trẻ? Các bạn trẻ hãy tin tưởng vào thời đại công nghệ 4.0. Hãy về với tập đoàn, bạn sẽ nâng tầm bạn lên và giúp đỡ được rất nhiều doanh nghiệp bán hàng khác. Nếu phải kể ra kỹ năng của một người làm marketing cần và có thể tính xa, thì bạn cho mấy gạch đầu dòng? Sáng tạo, linh hoạt, bản lĩnh, chịu khó và tận tâm với khách hàng. Và trong giây phút này nếu được mời một cái người đồng hành với mình thì bạn sẽ mời ai? Em sẽ mời người em của em, là người mà khi em mới bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh này, em gặp người em đó đang làm sinh viên, mà là người dẫn em qua xưởng ví đó lúc mà em khởi nghiệp. Người ta gọi là cái duyên đó đúng không? Duyên, dạ. Vậy là quá xứng đáng để mời bạn ấy kể tiếp câu chuyện của chúng ta. Ngay bây giờ khoảnh khắc cuộc đời xin được chào đón bạn Huỳnh Ngọc Cửu Chí. Chào Cửu Chí. Dạ em chào anh ạ. Bây giờ nếu mà được nhắc lại cái khoảng khắc chỗ hạnh tới gặp bạn, rồi bạn dẫn tới cái chỗ mà làm visa, bạn còn nhớ lại cái khoảng đó không? Dạ còn nhớ rất rõ anh ạ. Ngày hôm đó là một tâm trạng rất hồ hởi anh, cảm giác như là những cái mình suy nghĩ ra trong đầu hoặc là những cái hy vọng rất là lớn, và khi mà tới đó thì cảm giác rất là vui vẻ. Nhưng mà trong cái hành trình đó thì bạn Cửu Chí bây giờ có làm chung không hay là hai người hai mảng khác nhau? Dạ hiện em vẫn đồng hành cùng với anh Hận. Dạ vẫn làm chung trong 5 năm này luôn. Trong công ty luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ là một người bạn thân thì Vinh hỏi nè, Hận có thấy bạn
gì và cái gì cần phải hoàn thiện. Chí có nói ra được không? Dạ anh Thận là một người rất là quyết đoán, khi làm việc rất là có tâm với khách hàng, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Những người mà làm kinh doanh đang cần những yếu tố này lắm. Khi mà anh làm việc có tâm thì rất là được khách hàng tin tưởng nè. Cái đội ngũ nhân sự bên em cảm nhận được điều đó và học hỏi theo rất là nhiều anh. Nhưng nếu mà bổ sung cho những cái điều đó để cho bạn mình có một cái hướng mới, là cái điều người ta hơi gọi là nhược điểm thì có không? Anh Hận nhiều khi quyết đoán quá, cũng có những cái quyết định đưa ra hơi vội vã một tí. Anh có cảm thấy điều đó không? Dạ, có thể là một số hoạt động đó lúc mình quyết định nhanh quá thì nó đi theo hướng sai, nhưng mình không kịp thời sửa đổi. Trong công việc á, là em nghĩ đúng là em sẽ làm. Thật ra cái điều này có cơ sở để nói, tại vì trong thời buổi ngày nay cái tốc độ nó là quan trọng. Có những cái mình chậm quá, đôi khi cái rủi ro là có, không cái dự kiến nào mà hoàn toàn là tuyệt đối hết. Nói thì dễ nhưng mà nó cần năm tháng rất là nhiều rồi. Nếu mà có một cái lời cảm ơn cái người mà đã cho mình cái cơ hội ngày đó thì ngày hôm nay Hạnh sẽ nói gì với lại bạn Chí? Em và Trí thì chính xác ra là đồng hành trên sự nghiệp, hai anh em cùng cố gắng cùng cực khổ với nhau, hai anh em đã cảm thông được nhau. Đôi lúc có những cái gì đó sai sót nhưng là anh em đều bỏ qua được, tại vì mục đích chung. Hai anh em cảm thấy là những cái ngày đầu khó khăn và anh em mình còn vượt qua được thì tới đây gặp những cái sự cố này là nhỏ không sao hết, cứ làm thôi. Kính thưa quý vị, trên con đường đi của một doanh nghiệp thành công không phải lúc nào cũng màu hồng, như là Hạnh đã từng nói, trên con đường sẽ có rất nhiều những cái trắc trở, nhưng mà chúng ta dừng lại có nghĩa là chúng ta thất bại, chúng ta phải đi tiếp. Bởi vậy câu nói cuộc đời là một cuộc đua không tiến ắt sẽ phải lùi chính là câu nói đặt ra cái định hướng của Hạnh. Và ngày hôm nay tôi thấy điều đó đúng. Bạn đã luôn luôn bước đi, bạn không lùi bước những khó khăn, vẫn phải làm theo con tim và những cái gì mà bạn đã tích lũy trong một thời gian dài, và cộng cả những người yêu thương của mình kế bên nữa. Chúc cho cái hành trình của hai bạn tiếp tục thành công và mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Cảm ơn hai bạn đã có mặt trong khoảnh khắc cuộc đời. Và ngày hôm nay Huy rất vui được lắng nghe câu chuyện của anh Đức Hận. Và rất vui khi anh Trí ngày hôm nay là người đồng hành ngay từ những giây phút đầu cùng với anh Hận. Và ngày hôm nay hai người đã có mặt cùng nhau ở đây. Vâng, xin chúc mừng cho tình bạn của hai anh và chúc cho doanh nghiệp của anh ngày càng phát triển hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh sẽ trao huy hiệu kỷ niệm của chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời cho anh Hận. Chúc mừng. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời đã mang đến một câu chuyện rất là hay của anh Hận. Và hy vọng quý vị sẽ cùng theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi vào 22 giờ 45 phút mỗi ngày được phát sóng trên kênh HTV9. Còn bây giờ, chương trình của chúng tôi đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.